Mark C. Lại gờ đích sang, 3 trận liên tiếp cầm sang bên kia sao bịp thế nhỉ? Mark C Summer. Bên kia là Grick và Sang. Một trận Gunny cầm Mark C. Vâng, có nhiều vòi hiệu là tốt rồi. Bài Mark lại có thế khung nhà khá tốt. Mark Grick, à đâu, Mark xong Grick Sang hòa về cung chém. Được cái là mình có quân đột biến sang. À quên, quân sao Mark C chứ. Mark C và Summer đều là những loại quân mà có khả năng gây đột biến khá cao. Với dân Summer thì nó chống chém tốt, còn Mark C thì chống được cung khi mà có những con đi giáp đồng. Nhiệm vụ của Gunny trận thi đấu này là ôm chết nhà sang. Và có một cái hốc của ôm chết nhà sang. Còn lại bài Grick thì cứ để cho nó một đấy, cầm Summer lo. Và hiện tại bây giờ thì cái dự đoán lúc đầu của tôi nó đã đúng 50% rồi. Nếu như cái kết quả về cung chém nó vẫn giữ nguyên thì C1 này sẽ là chém ăn. Còn vâng, Gunny mà nó một win nữa thôi là sẽ dự đoán của tôi là đúng 100%. Bài Mark C đã dò thấy hai bãi quả khá đẹp dành cho Gunny. Hai bãi quả đều có hai bãi hiêu kẹp theo. Ôi ôi, ba quả bài Mark C này. Úi trời ơi, Gunny ăn quả phụ trước nhưng mà ôi, ông nào có voi kia. Nó một ăn một con voi rồi. Thanh niên nó một lại câu trộm con voi của Gunny. Em đều. Nói chung là nó cũng không ảnh hưởng cho lắm. Bài Mark có thế khung vàng ở ngoài. Rất đẹp. Chúng ta xem nó một tí. 17. Như vậy nó một chậm một dân so với Gunny. Bài Summer lại rất xấu. Rừng thì kiểu toàn là rừng xấu thôi. Quay lại với Gunny bài này thôi. Như vậy là bãi quả kia thì He cũng tìm thấy. He là người cầm sàng. Mấy trận này He toàn cầm quân tuyển. Bên kia 3 trận liên tiếp có sàng rồi. G đã được đóng. Một G nữa của Gunny. Ăn tranh với sàng. Hơi đau. Như vậy là Mark C sẽ gần sang trận thi đấu này. Bãi quả đầu của anh là hơi xấu. Thành ra là thời điểm này anh vẫn chưa kích được đời. Rồi bây giờ thì kích thôi. Kích 745. Hè quá nhiều đồ. Tam Lai. Như vậy là game thủ văn lớp cho 19% và đánh khá trâu dần. Hai ba dân như vậy là sang chém. Sang chém cho Grick đánh cung, à Grick đánh thủ. Sang chém cho Grick đánh thủ. Một bài mà game thủ He quyết định đánh chém, lấy lợi thế chém sớm để chơi với nhà Mark C. Gunny đang phá bởi hiệu. Ngựa giò đã được xin ra rồi cơ. Quá kinh khủng dành cho game thủ He. 1L. Xong đóng ở mặt bên này, đóng ở đây thì con chém nó xin ra, nhỡ nó lọt vào trong sao. Nếu như không nhốt thân khéo. Bài Mark C cũng kích ở 12x. Vâng, con giò đã để lọt vào đây rồi. Sẵn sàng tư thế đập con giò này của game thủ Gunny.
Nào rồi, vâng kích rồi, 10 phút 35 giây. Chưa đủ gỗ để có thể đóng MS ăn vàng. Quá khó chịu với con giò. Anh ấy soi dần và chọc rất tốt luôn. Tăng giảm speed, vâng, thanh niên hề hề. Vẫn chưa ăn được vàng cho Maxe. Quá khó chịu. Rồi, rất may, kìa kìa. Một e nữa. Rồi, như vậy đã kín rồi. Vâng, mày, ôi con lạc đà đã đến rồi cơ. Hè hè. Khó cho Gunny rồi. Bỏ gỗ, bỏ gỗ, bỏ gỗ, nhét dân vào gỗ, đúng rồi. Sửa đi, sửa đi, sửa nhanh lên. Cùng tề. Đắng lòng. Hai tề luôn. Thế này thì sao chơi đây? Maxe chưa ăn được một tí vàng nào. Nguy thế này thì anh lấy được ra vàng mà sóc. Đây. Sàng có một quyết định đánh chém là quá tốt. Cùng R đã có rồi cơ. Sang cái này thì sao Maxe đỡ được đây. 26 dân của Summer. Rick nó còn chưa xuất hiện được ở trên bản đồ cơ. Cung R của nó một chỉ là cung R Summer thôi. Rất khó có thể thủ. Tham lái Maxe chỉ còn 15. Bây giờ thì anh ấy còn đang bị những con cung T và những con cung R nó bắn vãi gỗ cơ. Không có vàng để sóc quân. Quá đáng lòng. Tỷ số là 3-2 cho cặp đôi Van Lớp và He He. Trận chung kết nghiệt. Vâng, như vậy là trong xe đấu thứ nhất thì bên kia Van Lớp và He He giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Một xe đấu bật ngược rất tốt.